Xin chào các anh chị khách hàng thân mến. Ngày hôm nay em xin được chia sẻ với các anh chị cách thanh toán gói hợp đồng cung cấp dịch vụ và khuyến mãi của Chợ Tốt bằng điện thoại Android hoặc là điện thoại iPhone. Và gói dịch vụ này chỉ dành riêng cho những khách hàng có làm việc và được chăm sóc bởi đội ngũ nhân viên kinh doanh của Chợ Tốt. Đầu tiên, các anh chị chú ý giúp em là mình sẽ không thanh toán gói dịch vụ thông qua ứng dụng là app Chợ Tốt màu vàng trên màn hình đấy ạ. Và mình sẽ sử dụng trình duyệt web trên điện thoại như là Google Chrome ở Android hay là Safari trên iPhone. Safari là cái ứng dụng có hình la bàn màu xanh này. Rồi, anh chị bấm vào trình duyệt web Google Chrome, nhập vào thanh địa chỉ là chợtot.com. Ok, sau đó anh chị đăng nhập vào tài khoản số điện thoại của mình. Sau đó anh chị bấm vào nút 3 chấm, chọn phần lịch sử giao dịch. Các anh chị sẽ nhìn thấy 3 tab là đơn hàng, đồng tốt và hợp đồng cung cấp dịch vụ. Các anh chị bấm vào tab thứ 3, hợp đồng cung cấp dịch vụ. Các anh chị sẽ nhìn thấy ở phía dưới sẽ có một mã số hợp đồng màu xanh. Với ví dụ ở trên điện thoại của em thì hợp đồng các anh chị sẽ phải cần thanh toán là 700.000 và các anh chị sẽ nhận được 910.000 đồng tốt. Phía bên phải sẽ hiển thị trạng thái của hợp đồng là đang đợi ký. Các anh chị bấm vào mã số hợp đồng đó thì sẽ hiển thị các cái thông tin chi tiết về hợp đồng như là số lượng hợp đồng, số lượng đồng tốt, số tiền cần thanh toán, ngày hết hạn của hợp đồng, vân vân. Các anh chị kéo xuống phía dưới, bấm vào nút lựa chọn thanh toán online. Bấm vào lựa chọn đồng ý các điều khoản và dịch vụ. Sau đó bấm vào nút xác nhận và thanh toán màu xanh lá cây. Tại đây các anh chị có rất nhiều lựa chọn để thanh toán như là thẻ ngân hàng nội địa, tức là cái thẻ ATM mà mình vẫn hay sử dụng để chuyển khoản và rút tiền đấy ạ. Tuy nhiên các anh chị lưu ý giúp em là chỉ những tài khoản ngân hàng nào có đăng ký thanh toán trực tuyến thì mới có thể thanh toán được dịch vụ của Chợ Tốt ạ. Ngoài ra thì các anh chị có thể sử dụng thẻ Visa, Master, ví Momo, ví ZaloPay hoặc là thanh toán tại các điểm giao dịch của PayU. Bây giờ thì em sẽ thử thanh toán bằng phương thức thẻ Visa để các anh chị tham khảo. Thẻ quốc tế, bấm vào nút thanh toán ngay. Các anh chị nhập số thẻ, ngày hết hạn của thẻ và mã bảo mật. Mã bảo mật ở đây là 3 số CCV được in ở đằng sau thẻ Visa hoặc là thẻ Master. Sau đó bấm thanh toán. Sau đó màn hình sẽ chuyển qua giao diện của bên phía ngân hàng và các anh chị tiến hành thanh toán theo các bước như bình thường và một thanh toán thẻ tín dụng ngân hàng. Sau khi thanh toán thành công thì màn hình sẽ chuyển về giao diện thông báo đã thanh toán thành công của Chợ Tốt và tài khoản của anh chị đã nổi số lượng đồng tốt tương ứng. Cảm ơn và chúc anh chị một ngày làm việc thành công.